thi giấy phép lái xe máy bằng xe tay ga được không? Theo quy chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải thì xe cơ giới dùng để sát hạch giấy phép lái xe được quy định như sau. Xe cơ giới dùng để sát hạch ngoài việc tuân theo các quy định của quy chuẩn này còn phải đảm bảo điều kiện tham gia giao thông theo quy định của Luật Giao thông Đường bộ. Xe cơ giới dùng để sát hạch phải là các loại xe thông dụng đang được sử dụng phổ biến ở Việt Nam. Trong đó, xe cơ giới dùng để sát hạch lái xe hạng A1 là xe mô tô 2 bánh có dung tích làm việc của xi lanh từ 70 phân khối đến dưới 175 phân khối. Xe cơ giới dùng để sát hạch lái xe hạng A2 là xe mô tô 2 bánh có dung tích làm việc của xi lanh trên 200 phân khối, trang bị loại ly hợp không tự động, điều khiển ly hợp bằng tay, loại xe số. Căn cứ quy định trên thì khi thi giấy phép lái xe hạng A1 có thể thi bằng xe số hoặc xe tay ga. Còn khi thi giấy phép lái xe hạng A2 chỉ được thi bằng xe số. À, xe trên 175 phân khối cũng có xe tay ga đấy nha. Ví dụ một số dòng xe như SH, Vespa, v.v. Lưu ý là xe dùng để sát hạch phải là xe của trung tâm sát hạch, chứ thí sinh không được dùng xe của mình thi đâu nha.